máy đo huyết áp 2024 gồm những dòng nào? Và Sơn xin chào bà con ha. Trên thị trường thì có rất là nhiều hãng về máy đo huyết áp. Bên cạnh đó, mỗi hãng sẽ có rất là nhiều model. Thì bọn Sơn sẽ giới thiệu một số dòng thông dụng cho bà con mình tham khảo nha. Những dòng như Omron, hàng của Nhật lắp ráp tại Việt Nam nè, và hàng Omron của Nhật lắp ráp tại Nhật luôn. Bên cạnh đó thì có những dòng đã ngừng sản xuất và một số dòng đang lưu hành trên thị trường. Còn đây là những mẫu mới trong 2024 sẽ được bán chạy khá là nhiều, tại vì đây là những dòng thông dụng ha. Thì Hoàng Sơn sẽ có một cái nhìn tổng quan để bà con mình dễ tham khảo. Thì đây là dòng 7142T1, giá là 1 triệu ha, niêm yết trên hãng. Cái máy này thì đã được đưa ra thị trường đầu năm 2023, nhưng mà giá nó chưa tới 1 triệu, nó chỉ có 900 mấy chục ngàn thôi. Thì nó chỉ đo huyết áp nếu không có bộ nhớ. Nhưng mà cuối năm 2023 thì hãng đã cài đặt lại là có bộ nhớ, 10 bộ nhớ, nên giá là nó cao lên là 1 triệu ha. Và được bảo hành chính hãng 5 năm, có kết nối điện thoại cô chú ha. Nên là cô chú mua thì mình phải coi là cái hàng này là hàng đời cũ hay đời mới nha. Cũng cùng một mã này nhưng mà giá thành khác nhau. Rồi, cái dòng tiếp theo là 7143T1, giá là 1.240.000. Nó cũng tương tự như cái dòng cơ bản này, nhưng mà nó là bộ nhớ 30 lần. Cô chú có gì thắc mắc thì có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn để xem thêm chi tiết ha. Và đây là dòng thông dụng nhiều người xài nha, 7156T. Ngày xưa nó là 7156, nó không có kết nối điện thoại ha. Giá nó là khoảng 1.500.000. Còn hiện tại giá mới là 1.575.000. Nó có thêm chữ T để kết nối điện thoại ha. Nếu mà như mình mua hàng chính hãng thì tất cả những dòng này đều bảo hành chính hãng 5 năm cô chú anh chị ha. Rồi, còn cái đây là cái dòng Omron sản xuất tại Nhật là GBN600. Đó, thì nếu mà mình mua hàng chính hãng thì giá là 2.150.000. Ngày xưa đó thì khi mới ra hãng này nó giá tầm khoảng 2 triệu. Đó. Bây giờ nó là 2.150.000, thì sau 3 năm cũng là model này, nhưng mà hãng là có giá mới và một số cái cải tiến mới ha. Bên cạnh đó còn có một cái dòng nữa là cảnh báo đột quỵ sớm là 2.950.000. Cô chú anh chị mình có thể xem thêm video trên kênh Sức Khỏe 60 giây. Hoàng Sơn có giới thiệu thêm dòng đó cho bà con mình rồi và hướng dẫn cách sử dụng. Đây là dòng thông dụng nè, 1.575.000, đó, khoảng 1.5 triệu nè ha. Chúng ta có một cái thân máy như thế này, có hầu như đầy đủ tính năng, bộ nhớ nè, ngày giờ nhớ nè, kết nối điện thoại, đo và tắt, rồi kiểm tra tim đập không đều, rối loạn nhịp tim. Và chúng ta sẽ có một cái dòng vấn nguồn khuôn cứng nha. Đó. Thì nếu mà như hàng chính hãng thì chúng ta sẽ có một thân máy, một bộ pin và một cái khuôn cứng và được bảo hành 5 năm. Rồi, còn nếu mà như anh chị mình mua để cho phòng khám, với bác sĩ mua cho phòng khám đó, mình có thể chọn thêm một cái cục adapter để cắm vào xài thay pin. Cái cục adapter chính hãng khoảng 200.000. Giờ cô chú anh chị mình nhớ mua hàng chính hãng nha, tại vì cục adapter Trung Quốc á, mà bán trên thị trường tràn lan á, có khoảng 30.000 thôi, thì cắm vào hãng sẽ không bảo hành cô chú anh chị ha. Đây là mẫu máy sản xuất tại Nhật ha. Rồi, để biết thêm thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn hoặc là vào kênh Sức Khỏe 60 giây để xem thêm các dòng máy của 2024 về máy trợ thính nè, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy massage. Rồi, có gì thắc mắc thì cô chú mình có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại bên dưới nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.